Hello, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay tiếp tục giới thiệu cho anh em là một số mẫu cái câu bên anh em cho anh em tham khảo ha. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em cái mẫu này là mẫu trứng rùa bên anh em nha anh em. Thì cái mẫu này thì em bán là cực kỳ nhiều luôn nha anh em. Mẫu này với mẫu ó ha. Thì anh em thích ha mấy cái mẫu này nhiều lắm nha anh em. Thì để câu bên anh em nha. Thì em làm thủ công bằng tay cho nha anh em, từ khâu lựa chọn thép tế khoan lỗ mài dũa đều làm bằng tay cho nghe nè, thì đều làm bằng tay cho nghe nè, thì đặc biệt là em quan trọng nhất là mũi ngạnh nha, mũi ngạnh thì bên em là em quan trọng nhất nha nè, thì cái mũi mà nếu mà chịch chút xíu thôi là nó không dậy nha nè, thì lấy công bên em thì bao cho anh em phần mũi ngạnh nha, thì thép cũng vậy luôn nha nè, thép bên em thép cứng nha, thì anh em nào có xài lưỡi câu bên em rồi thì biết nha nè, thì lưỡi câu bên em là thép cực kỳ cứng nha nè, đẹp lắm nha nè. Thì mỗi loại gì đây em đều có hai dòng nồng điện và nồng cỏ nha anh em. Thì hiện tại thì cái nồng điện và nồng cỏ thì em bẻ ba loại thép. Thép 2 ly 2, 2 ly 4 và 2 ly 8 ba loại nha anh em. Thì ba loại này ha. Thì cộng 2 ly 2 thì em bẻ dài 50. Thì cộng này thì anh em có thể kéo cá từ 2 kg tới 1 lạng trở xuống nha. Cộng 2 ly 4 với 2 ly 8 thì anh em kéo cá từ 2 kg trở lên nha anh em. Mẫu đẹp cực kỳ luôn nha anh em, nhạy lắm. Câu bên em là chuyên đâm bá đào với mắt nha anh em. Bá đào mắt ha. Anh em thích mẫu này chụp màn hình lại nha anh em. Em giao hàng toàn quốc, số điện thoại em để trên tiêu đề đó. Anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo nha anh em. Khi anh em nhắn tin Zalo thì em gửi mẫu cho anh em coi, đúng mẫu của anh em muốn đặt á, thì em gửi về chính xác hơn ha. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa ha. Thì mẫu này cũng quen thuộc cho anh em lắm nha anh em. Mẫu này cũng quen thuộc cho anh em lắm ha. Mẫu này mẫu Thái nha anh em. Thái ha. Thì mẫu này anh em thấy đa số anh em đi chơi là xài thích mấy mẫu này lắm nha anh em. Anh em coi nè, cái câu ha mũi ngạnh thì anh em phải yên tâm nha nè, đẹp cực kỳ ha, đẹp xuất sắc luôn nha nè. Thì mỗi loại dây đây đều có hai dòng nha nè, đồng điện đồng cỏ ha, anh em thích mẫu nào thì alo em nha nè. Thì đồng điện dùng cỏ thép bằng nhau thì giá tiền bằng nhau thôi, cộng 2 ly 2 hiện tại bán giá là 200 nha nè, còn cộng 2 ly 4 với 2 ly 8 thì 250 nha nè. Thì em giao hàng toàn quốc, thì lưỡi công anh em là không bao gồm phí vận chuyển nha anh em, phí ship ha. Thì anh em nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán phần đó dùm em ha anh em. Thì em giao hàng toàn quốc nha anh em, thì tiền phí ship thì nó khoảng 30 ngàn trở lại chứ nó không có cao quá nha anh em. Không cao quá nha anh em, mình là mẫu Thái ha. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa ha. Thì mẫu này cũng độc đáo lắm nha anh em, mẫu này mẫu số 3 ha. Cái mẫu này thì cá táp bực sóc vô này liền nha anh em. Thì lưỡi câu anh em thì chuyên gia đâm má đầu với mắt nha anh em. Chuyên gia nằm mới đầu mắt ha. Thì mỗi loại gì đây đều có hai dòng nha anh em, nồng điện nồng cỏ ha. Thì theo sở thích của anh em ha. Thì nồng nào nó cũng vậy thôi anh em, nó cũng nhạy ha. Thì lưỡi câu anh em thì cá táp là anh em lụm đó ha anh em, cá táp là anh em lụm ha anh em. Ít có trường hợp nào xảy lắm nha anh em, đỡ giờ em bán nhiều lắm anh em, ít có anh em nào nói lắm ha. Cá tắp bụp lụm liền nha nè, tắp bụp lụm ha. Thì mẫu này mẫu số 3 nha nè, mẫu số 3 ha. Anh em thích mẫu này thì alo em nha nè, số 3 ha. Giao hàng toàn quốc nha nè. Rồi lên tiếp tục cho anh em thêm mẫu nữa ha. Mẫu này là siêu nhạy luôn nha nè, mẫu này là mẫu cà mà già bên em ha. Thì mẫu cà mà già này thì mẫu này nhạy lắm nha nè, cá tắp là lụm nha nè. Tắp là lụm liền ha, tắp lụm nha nè. Em coi nè. Anh em thích mẫu nào thì chụp màn hình gửi bên Zalo nha anh em, giao hàng toàn quốc ha. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em ha. Thì chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Thì năm mới bình an nha anh em, thật nhiều may mắn ha, mừng ăn phát tài nha anh em. Em giao hàng toàn quốc nha anh em. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em. Anh em nào có thương thì đăng ký kênh ủng hộ em nha anh em. Đăng ký kênh ủng hộ em, nhớ bấm vào chuông ha. Khi lên những sản phẩm mới thì anh em cùng nhau chia sẻ nha anh em. Rồi bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.